Thời điểm này, rất nhiều ao đầm của thành viên nuôi cá vược hợp tác xã nuôi trồng thủy sản Văn Thành Diễn Vạn chưa đạt sản lượng thả nuôi. Chưa kể diện tích nuôi cũng bị thu hẹp, giảm 20% so với trước đây. Một số đầm bị thiệt hại sau đợt cắt điện vừa qua, giờ chưa thể tái đầu tư. Nguyên nhân là chi phí đầu vào tăng, giá bán giảm, người dân không có tiền đầu tư sản xuất. Vay vốn ngân hàng khó khăn vì không đáp ứng đủ các điều kiện theo yêu cầu. Mà để hợp tác xã đứng ra vay thì nó đang mắc rất là nhiều. Cái giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chưa được cấp. Thì cái đó là một trong những cái khó khăn, một cái rào cản để cho bà con, để bà con tiếp cận vốn là nó khó. Đề nghị thì sẽ tạo điều kiện tất cả các cái hồ sơ pháp lý là nó với cái thuận tiện nhất để cho bà con có nhu cầu vay nó tiếp cận được sớm hơn. Diện tích nuôi tôm của tỉnh có thời điểm lên đến trên 2.300 ha, khi người nuôi tôm có lãi, thị trường ổn định. Vậy nhưng nhiều tháng nay, giá tôm giảm mạnh, chi phí tăng, nuôi tôm thua lỗ, buộc nhiều hộ đã phải treo ao bỏ đầm. Nếu không có nguồn vốn hỗ trợ kịp thời với lãi suất hợp lý, thì tình trạng này sẽ còn gia tăng. Thức ăn, hóa chất, công, tất cả các thứ là cao lắm, nhưng mà giá thành nó thấp, cho nên là dân treo ao rất nhiều. Biến động kinh tế, đơn hàng xuất khẩu sụt giảm khiến thị trường tiêu thụ sản phẩm ngành thủy sản gặp khó khăn. Các doanh nghiệp thủy sản cũng chịu nhiều áp lực khi thị trường tiêu thụ bị thu hẹp, hàng tồn kho lớn, trong khi gánh nặng các loại chi phí và lãi vay tăng cao. Thêm vào đó, tình trạng khan vốn khiến các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất khó đầu tư đổi mới trang thiết bị, đáp ứng nhu cầu chế biến sâu, thu mua nguyên liệu để dự trữ cho quý tiếp theo. Mình đang là tổ hợp nhỏ lẻ, cho nên là tiếp cận của ngân hàng nữa, vay mượn nó gặp nhiều cái khó khăn. Mình làm thì phải cần tiền, còn khi mà không có tiền thì là nó sẽ gặp cái khó khăn là trì trệ, mình không có giảm mà vay nợ nóng mà mua hàng. Mới đây, Ngân hàng Nhà nước triển khai chương trình cho vay đối với lĩnh vực lâm thủy sản có vốn tín dụng khoảng 15.000 tỷ đồng, thời gian triển khai đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2024. Lãi suất cho vay thấp hơn tối thiểu từ 1 đến 2% một năm so với mức lãi suất cho vay bình quân cùng kỳ hạn. Chương trình kỳ vọng sẽ giải cơn khát cho lĩnh vực thủy sản của tỉnh. Chúng tôi cũng đã chỉ đạo, có văn bản chỉ đạo các phòng ban trong chi nhánh tích cực hỗ trợ các cái hộ kinh doanh của địa bàn, hỗ trợ vốn. Và đối với cái chương trình 15.000 tỷ đấy thì chi nhánh cũng sẽ tiếp tục áp dụng và hỗ trợ cho các giả soát, hỗ trợ các hộ dân, hộ kinh doanh cũng như các giống như các chương trình hỗ trợ trước đây mà chúng tôi đã áp dụng. Trước áp lực về nguồn vốn, biến động thị trường thì hơn lúc nào hết, nguồn vốn thuộc chính sách hỗ trợ cho lĩnh vực thủy sản cần nhanh chóng được giải ngân. Cùng với đó là các điều kiện thủ tục được thực hiện nhanh chóng, sát về thực tế. Có như vậy mới giúp người nông dân, doanh nghiệp yên tâm sản xuất, kinh doanh.